mình chạy xe là mình phải có cái tâm lý, mình thấy người ta vô cái thế rồi thì mình nhường cho người ta, mình nhường cho ta có chút có sao đâu, có chết ai đâu nè, đúng không? Người ta lỡ đúp lê rồi thì mình thắng xe lại, mình nhường, mình tấp sát vô lề một chút xíu, chừa lọt cái xe người ta qua đi. Các bạn thấy nước không? Nước ở dưới mặt đường thì cái bánh xe của mình lúc nào cũng nằm trên cái mặt nước đó. Nếu mà các bạn chạy càng nhanh á thì cái nước á nó sẽ không có tản ra được khỏi cái bánh xe của bạn, thì cái bánh xe của bạn đi trên cái mặt nước nó rất là trơn trượt, rất là nhớt. Mà trong khi cái đè bảo lọc này, cái đường nó đã trơn, cái nguyên thủy của nó, nguyên bản của nó đã trơn sẵn rồi, thì các bạn có nước này vô nữa nè, cái nước này rất là lợi cho cái việc mà được nó là giúp sức cho cái việc là bánh xe của bạn khi mà thắng nó bị trượt. Mình đang đổ tốc độ 30 cây số giờ vậy thôi, chứ ví dụ như mà có một cái chướng ngại vật gì đó mà các bạn chỉ cần đá thắng nặng chân một cái thôi là bạn nghe bánh xe ở sau nó trượt rột liền, nó trượt là kinh khủng lắm. Cho nên á, mình đi đèo dốc á thì mình không có gấp gáp gì hết á, sợ người sống cả đời người lận chứ không phải một ngày một bữa. Cho nên á, là chạy xe mình thấy quan tâm đến cái chuyện lái xe an toàn, bảo đảm tính mạng và tài sản cho bản thân và cho mọi người tham gia giao thông. Có nhiều bạn lên comment cũng thấy vui, nói là chạy xe thì về bắt đầu là báo cáo với chủ xe là tài xế chạy đi đường đèo dốc chậm quá, không phải tài xế này. Theo mình nghĩ các những hành khách đó là người ta không có cái hiểu được cái khái niệm về cuộc sống, không hiểu được cái khái niệm về cái độ nguy hiểm khi đi đường đèo dốc như thế nào, người ta quá chạy nhanh. Còn mình cũng hôm nay không biết mình ra cái video này nếu các bạn vô xem hay không, thì nếu các bạn vô xem thì bạn cũng mình cũng chia sẻ cho các bạn, mình là tài xế làm dâu trăm họ hay các bạn, thì miễn sao mình lái xe đúng lương tâm, đúng nghề nghiệp, bản chất nghề nghiệp của mình, lái xe an toàn, đưa khách đi đến nơi giờ tới chốn, đảm bảo an toàn, mình về nhà với gia đình nhà an vui thì được. Còn người ta khách á, người á thì chạy nhanh quá thì cũng mét, chạy chậm quá thì cũng chơi, thì không có làm cách nào để vừa lòng người mình được hết các bạn. Một con người sống trên đời này không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người trên xã hội. Cho nên mình cứ làm sao cho đúng cái bản năng của người lái xe thôi. Lái xe phải thật là an toàn, giữ bình tĩnh, chứ đừng có nghe người ta chơi rồi sao ông chạy chậm vậy, chạy vậy biết chừng nào tới. Ủa mình đi chơi mà, mình đi về mình thăm nhà mà, mình thăm gia đình mà, mình đi tới công ty mình làm việc mà. Mình muốn đi sớm, mình muốn tới nhanh thì mình đi sớm đi. Thay vì mình đi chuyến xe này thì mình không đi nữa, mình đi chuyến xe trước, đúng không các bạn? Mình muốn tới sớm mình đi chuyến xe này, chứ mình chơi người ta chạy chậm vậy. Mình muốn tới sớm thì mình chạy đi với cái tài trước á, cái xe trước á, cách đó mấy tiếng hồ đó cho người ta tới sớm. Chứ ai kêu á, ai mượn mà đi chi cái xe mà người ta chạy chậm, chạy an toàn mà chơi người ta chạy chậm, đúng không các bạn? Đó mình nói ra, có nhiều người cũng có cái tính kỳ cục lắm. Các bạn tính lúc nào bạn cũng muốn hơn người ta, đó là cái thói quen của những người, những vị hành khách đó, mà không có hiểu gì về cái gọi là cái sự nguy hiểm đó. Cho nên mình cũng chia sẻ với bạn là cái vấn đề mà chơi chạy chậm chạy nhanh đó thì bạn đừng có quan tâm, bạn quan tâm cái vấn đề quan trọng đó, là lái xe cho an toàn đảm bảo. Chẳng hạn như những cái xe ở trước đó, bạn thấy cái xe ở trước nó chạy cực kỳ chậm luôn, tốc độ chỉ có 10-12 cây số một giờ thôi. Tại là sao? Tự nhiên những anh đó là anh lái mới, anh đi lái mới, anh đi trên đường này anh chưa quen thì anh sẽ chạy chậm, không có quen đường thì nên chạy chậm để còn có cách mà để xử lý. Cái bạn chạy ào tới đâu có nhớ cái cua đó nó làm sao, cái cua đó nó như thế nào, mà nhất là trời mưa như thế này nữa thì cái độ nguy hiểm nó càng cao nữa. Thì đó, anh mới dẫn một cái đoàn xe ở sau đuôi anh như thế này. Nhưng mà mình chạy đi, mình đã là người lái xe thì mình nhìn mình phải thông cảm, mình hiểu được là cái xe đó nó chở nặng và nó lạ đường, nó đi chậm. Còn những cái trường hợp mà cố tình đi chậm là nó khác. Chẳng hạn như mình không nói không phải quơ đũa cái nắm, nhưng mà có những anh xe mới mua xe du lịch đó ra đường quá chạy chậm lắm,
kể cả là lái cứng hay lái non hay lái già gì cũng vậy, khóa dài chậm để chi que xe đó. Nên hôm nay mình đã chia sẻ cách đi trời mưa nè, đổ đèo đi trời mưa lái xe sao an toàn, và trả lời cho mấy bạn mà bữa hỏi mình là đi đèo đi số mấy đó như thế nào, thì mình cũng xin trình bày và nói trả lời cho các bạn là mình đi xe mình chọn số nào phù hợp với cái xe mình. Chẳng hạn như đó như nãy giờ, ví dụ như mình giờ mình đã, lúc đầu mình nói mình cái đèo này mình có thể đi số 6, số 7, nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang về số 4 mình đi. Lý do tại sao? Từ phía trước cái xe người ta chạy chậm, mình đi số 4 cho nó phù hợp với cái tốc độ ở xe trước cho nó an toàn. Còn nếu mình đi số 5, số 6 thì cái xe mình nó cứ lao sát tới trước, lao sát tới trước, nó chạy sát tới xe người ta, thì các bắt buộc các bạn phải thắng, đúng không? Các bạn phải thắng thì cái thắng cái này nóng bố mắc hơi hao hơi, xe thắng dầu thì nó bị nóng dầu, nó bở chút ben ha, rồi nó sẽ gây ra mắc thắng thì đến gì tai nạn xảy ra thôi các bạn. Trên đèo này mà 10 km đổ mà các bạn mắc thắng thì các bạn xử lý như thế nào? Còn mình muốn vượt xe thì trường hợp này thì mình cứ chờ á, mình đừng có gấp gì hết, chờ cái xe du lịch kia nó vượt qua đi rồi mình tới đoạn đường nào trống mình sẽ vượt đó. Tự nhiên mình vượt á, trong cái trường hợp như thế này mà các bạn vượt á, nó sẽ cắn cái xe du lịch đó. Để các bạn biết đi ở trên đường đèo này á, các bác đi xe du lịch á, xe taxi á, sợ không có dám vượt xe, cho nên cái xe ở trước nó chạy chậm, các bác ở sau các bác cũng chạy chậm, thì nó sẽ gây ra tình trạng kéo dài, nhất là thứ bảy chủ nhật á. Thì các bác cái xe du lịch á, các bác chỉ cần chim ra thôi, thấy trống đường chim ra thôi, cách nhau 50 mét rồi các bạn đã qua mặt được những cái xe tải như thế này rồi. Đừng có bu cái đuôi xe tải nó nguy hiểm lắm. Thì đôi khi mà gặp cái sự cố chẳng hạn như nó bị khuất tầm nhìn đó là các bác chạy sát đuôi nó nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm chứ không phải giỡn chơi. Mình nói các bạn nói vậy là hiểu rồi. Thì trời mưa gió như thế này thì mình lái xe mình đi làm sao mình giữ được cái mức độ an toàn tuyệt đối. Còn bây giờ á, xã hội bây giờ á, nhiều người ta nói hay lắm, lên trên nhóm trên hội đồ á, nói tài giỏi chạy 80, 100, 200, 200 đồ này kia nọ đó. Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết các bạn. Chưa đi mưa chưa biết lạnh đâu, đi mưa rồi mới biết lạnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lại, chạy trên đường chặt chẽ đua bơi đồ tưởng mình là ngon, nhưng thực tế cái đó là không có ngon đâu, cái đó là có nguy hiểm chứ không phải ngon đâu. Đụng chuyện ra rồi á, mặt xanh như tàu lá chuối, đâu có xử lý được. Chạy tốc độ cao quá, chặt chẽ, múa lửa đua bơi, gặp chuyện rồi, chẳng hạn gặp cái xe máy hay cái gì đó rồi cái bắt đầu là xử lý không được, tàu lá chuối, mặt xanh như tàu lá chuối. Đâu đón chắc cái phần thắng của mình đâu, mình vượt các bạn đúng không? Mình làm sao phải chắc chắn 100% là mình không có một cái xe ngược chiều nào lên, không có một cái chướng ngại vật nào đi lên thì mình mới vượt chứ. Nếu như vượt ẩu trong trường hợp đó mà mình vượt qua cái xe đó vẫn được chứ không phải là không được, nhưng mà cái đó gọi là vượt ẩu, vượt không an toàn, gây nguy hiểm cho mình và cho người khác. Các bạn lái xe thì nói chung thì lái xe phải hết sức cẩn thận. Mình chạy xe là mình phải có cái tâm lý, mình thấy người ta vô cái thế rồi thì mình nhường cho người ta, mình nhường cho ta có chút có sao đâu, có chết ai đâu nè, đúng không? Người ta lỡ đúp lê rồi
thì mình thắng xe lại, mình vừa mình tấp sát vô lề một chút xíu, chừa lọt cái xe người ta qua đi, đúng không? Khi sự việc chưa xảy ra thì cười ha há kêu con bò này con bò kia, đúng không? Khi sự việc đã xảy ra rồi, xe người ta quẹt vô cái xe mình rồi, cả hai xe đều về công an nằm. Thì thôi, mình làm cái video này mưa gió cũng buồn thì mình cũng quay mình nói chuyện với các bạn tí xíu, gọi cho nó vui. Bây giờ cũng hết đèo rồi các bạn, thì mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn luôn thành công và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Nếu các bạn thấy video vui, hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và xem những video kế tiếp. Cho bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.